hàng khách hàng quá. Dạ đâu có gì đâu. Rồi, vâng, xin chào mọi người, ngày hôm nay mình đang ở nhà chị Nhàn và mình đang lắp ráp cho mọi người là lo KDNet 3011, và ngày hôm nay mình sẽ khui và mình hướng dẫn cho mọi người cái cách để chúng ta có thể sử dụng với TV nhé. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ khui cái lo ra. LCD TV output này đấy. Nhưng mà giờ chị thì chuyên lấy TV của mình, nó sẽ có những cổng HDMI 1, 2, 3, 4, nhưng mà giờ chị đã có sẵn cái chỗ này để chị cắm nó tối lên rồi, thì chúng ta chỉ cần cắm chỗ này và đây là xong. Nhìn vào đây đấy. Ok rồi, con chuột của đây là con chuột mà nghe. Con chuột thường chúng ta mở ra nó sẽ có một cái đuôi như thế này, nhưng mình đã cắm sẵn ở đây. Đấy. Đây chúng ta sẽ bỏ pin vào đây nha. Bỏ pin đúng đầu. Bỏ pin đúng đầu như thế này. Đấy. Chúng ta gắn vào, bình thường ở trong đây nó sẽ có cái đuôi này. Mình gỡ ra mình gắn trước đây rồi để mình test. Rồi, ok. Rồi chúng ta bật tivi lên. Sau đó chúng ta bật TV lên. Đó. Rồi, cái này là bình thường anh cho vào cái cổng máy tính, chỗ cổng nào thì anh sẽ vô chỗ cổng máy. Rồi, con chuột bay này chúng ta sẽ đi như thế này. Đấy, chúng ta sẽ lấy con chuột bay chúng ta đi như thế này. Rồi, mật khẩu, cái tên của anh là gì? 2908. 2908 nhấn đây cái. Rồi, mật khẩu. 2908. 2, 3, 4, 5, 6. Rồi chúng ta sẽ đợi một chút xíu. Trong thời gian đợi chúng ta sẽ đấy. Đây chúng ta sẽ đợi một chút xíu để cho nó cập nhật bài hát rồi nha. Chuột này có thể bay được nè. Chúng ta đợi chút xíu để nó cập nhật cái bài hát của nó. Rồi. Chúng ta sẽ lấy pin gắn vào micro như thế này. Cái này nó sử dụng giống y cái loa KDNet đó mọi người. Đấy. Nó là lên cái bài hát rồi. Ví dụ bây giờ là một bài rất hot là bài làm một thằng con trai chẳng hạn. Chúng ta sẽ nhấn vào đây mọi người nè. Nhấn vào đây. Đây. Nhấn giữ làm một thằng con trai. Nó sẽ ra hai cái kiểu bài hát. Thì đầu tiên nó hơi lâu chút tại vì nó cập nhật cái bài hát này rồi. Rồi. Chúng ta chỉ cần nói là tên bài hát thôi mọi người nha, không cần nói cái chữ karaoke nữa, chỉ cần nói tên bài hát. Là thằng trai thì ở dưới đây nó có, đây là bài hát chọn lọc của hãng nè, còn trên là bài viết của nó. Ví dụ ta nhấn vào đây rồi tăng âm lượng của loa lên chứ. Cái âm lượng thì